quán Trường Giang mới mở về, Trấn Thành Harry Won liền nhận xét choáng. Đến ủng hộ Trường Giang, Trấn Thành Harry Won về lại lên Facebook nói thế này đây. Được tin Trường Giang mở quán ăn, mới đây vợ chồng Trấn Thành Harry Won cũng dành thời gian đến ủng hộ bạn bè, sau khi cả hai cũng không ngại ngừng quảng cáo giúp bạn bè về chất lượng món ăn. Sau thời gian dài hoạt động, nghệ thuật Trường Giang cũng tích góp được số vốn để mở một quán ăn tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí nam danh hài còn đích thân vào bếp. Bạn gái Nhã Phương cũng tranh thủ đến trợ giúp Trường Giang. Sau đó vợ chồng Trấn Thành Harry Won cũng đến để ủng hộ Trường Giang. Về nhà Harry nhận xét ngay đồ ăn ở quán rất ngon, nhất là mì Quảng. Trấn Thành dẫn gia đình và bạn thân Trịnh Thanh Bình đến quanh tạc món ăn của Trường Giang. Giống như vợ Trấn Thành cũng rất thích món mì Quảng ở đây. Được vợ chồng Trấn Thành Harry Won hết lời khen ngợi, nhưng với cư dân mạng, quán ăn mới của Trường Giang có nhiều vấn đề cần phải tranh luận. Là quán dân dã, nhưng giá ở đây khá mắc, 600 nghìn được một mâm cơm ít đồ ăn. Thậm chí có người khó tính còn chê lên chê xuống. Đồ ăn vị bình thường không có gì đặc biệt, đem ra cho khách mà nguội ngắt à. Rau bàn mình không tươi, bàn bên cạnh còn chê rau dơ, nhân viên thì lóng nga lóng ngóng, nhăn nhó với khách. Giá cả thì mắc khỏi nói chung là đi cho biết thôi chứ không quay lại. Hồ Ngọc Hà lên tiếng về bức hình tái hợp vui vẻ bên cường đô la đang gây bão. Hình tối qua, trên cương vị bạn bè, bạn thèm mì mình đưa đi ăn chứ không hề có ý gì. Hà Hồ khẳng định về bức hình đi ăn cùng Quốc Cường đang gây bão mới đây. Giữa thời điểm khoảnh khắc tái hợp đang trở thành tâm điểm của công chúng, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng bộc bạch thanh minh cho cuộc hẹn hò gặp mặt với chồng cũ tối qua. Theo đó, nữ ca sĩ gọi cụ chồng là bạn và khẳng định mình và người cũ không có gì. Hình tối qua trên cương vị bạn bè, bạn thèm mì mình đưa đi ăn chứ không hề có gì. Hà Hồ khẳng định về bức hình đi ăn cùng Quốc Cường đang gây bão mới đây. Tối qua, đạo diễn Việt Thanh đã chia sẻ hình ảnh về cuộc gặp gỡ của những người bạn thân thiết, cùng lời bộc bạch vui vẻ thách đố người xem. Mì gõ nửa đêm, ngon rụng rời tay chân, cảm ơn những tình bạn đẹp với chén rượu nồng. Sài Gòn ấm áp lắm luôn, có ai nhận ra ai không ta? Sẽ không khó để nhận ra hai nhân vật gây chú ý, góp mặt trong số bạn bè thân thiết của đạo diễn là Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Điều đặc biệt là đại gia phố núi đã tới cùng vợ cũ và anh còn rất ga lăng khi cẩn thận mở xe cho Hà Hồ. Hình ảnh tái hợp vui vẻ của nữ hoàng giải trí và chồng cũ sau khi đường ai nấy đi đã nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ. Thậm chí, nhiều người yêu mến còn mong đôi trai tài gái sắc gương vỡ lại lanh. Cường Đô La tới cùng vợ cũ và ga lăng cẩn thận mở xe cho Hồ Ngọc Hà. Cả hai vui vẻ hội ngộ trò chuyện cùng những người bạn. Từng có thời gian là của nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, thế nhưng rồi tổ ấm của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà tan vỡ khi có một con trai chung là Subel. Dù đã đôi ngã chia ly, mỗi người tìm được hạnh phúc bên người mới, thế nhưng Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Cho đến thời điểm này, Cường Đô La và Hà Hồ là những người bạn tốt của nhau, Hà Hồ khẳng định. Hơn thế, nữ ca sĩ xin hãy thứ tha cũng không ngại công khai cho biết. Tuy duyên đã cạn, tình đã phai, nhưng nghĩa phu thê với chồng cũ vẫn còn vì sản phẩm liên danh là con trai Subel đang hiện hữu lớn dần bên cạnh. Nên cô sẵn sàng làm điều tưởng như không thể, thành có thể đó là sẵn sàng ngủ chung giường với chồng cũ vì con. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con, chúng ta có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ, rồi chúng ta việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người, điều ấy là không thể, nhưng với bọn Hà là có thể, nữ hoàng giải trí cho biết. Trước đó, mặc dù chưa khoác trên mình chiếc váy cưới bước vào lễ đường, nhưng Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh cho Cường Đô La, quý tử đầu lòng là bé Subel. Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi khi đã có một con trai chung trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nghi án Khánh Thi đang mang bầu con gái. Phát ngôn này của Khánh Thi khiến nhiều người hoang mang và nghi rằng cô đang mang bầu con gái. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Khánh Thi bất ngờ đăng tải những hình ảnh ông xã Phan Hiển và con trai Kubi đang tạo dáng khá dễ thương. Trong hình, cậu bé đáng yêu còn được mẹ cài cho chiếc nơ điệu đà không khác gì con gái. Theo đó, nữ hoàng Dancebot bày tỏ Kubi có em gái khiến nhiều người thích thú. Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh kèm dòng trạng thái của Khánh Thi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.
không ít người tò mò và đồn đoán rằng có lẽ nào bà xã Phan Hiển đang mang bầu con gái. Trước đó, Phan Hiển từng chia sẻ có thể anh và Khánh Thi sẽ cưới vào năm 2017 này. Cả anh và bà xã đều muốn có thêm cô công chúa nữa, nên có thể em bé thứ hai chào đời thì mới làm đám cưới. Phan Hiển và Khánh Thi muốn tổ chức đám cưới ở nhà thờ theo phong cách châu Âu. Anh không thích tổ chức kiểu Việt Nam là có chừng đó bàn, mọi người đến ăn uống chúc tụng. Ông bố trẻ thích không gian riêng tư, khép kín, chỉ có những người bạn thân, cũng thích đãi tiệc trên bãi biển nữa. Thế sẽ là một đám cưới rất lãng mạn và đáng nhớ. Nhắc đến cặp đôi Phan Hiển và Khánh Thi, chắc hẳn người ta sẽ dành cho họ sự ngưỡng mộ và những ánh nhìn thiện cảm thay vì lên án phi công lái máy bay như trước. Sau những sóng gió của cuộc sống, sau bao niềm vui và nước mắt, cuối cùng Khánh Thi và bạn trai 9X vẫn đồng lòng cùng nhau bước đi trên chặng đường dài hạnh phúc, vượt lên trên sự chênh lệch tuổi tác và những thị phi của dư luận vừa qua. Hoàng Bách nịnh vợ kèm đá xéo Ngọc Trinh chuyện chiếc túi tiền tỷ. Không chỉ nói ngọt với vợ mình, chàng ca sĩ điển trai còn tranh thủ đá xéo Ngọc Trinh trong phát ngôn mới nhất. Mới đây, trong khi những tranh cãi về chiếc túi Hermès Ranking có trị giá là 2,5 tỷ đồng của Ngọc Trinh vẫn chưa ngã ngủ, thì bất ngờ nam ca sĩ Hoàng Bách đã có một chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình về chuyện chiếc túi Hy Mã Lạp Sơn. Mở đầu xa Tết, Hoàng Bách cho rằng sau bao nhiêu năm lăn lộn trong nghiệp ca hát, đá cả sang sân chơi như game show, đóng phim, diễn kịch chỉ nhằm một mục đích là khiến cho vợ con hạnh phúc đủ đầy như bây giờ. Tuy nhiên, anh bất ngờ tâm sự với vợ rằng mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng tốt. Trong status của mình, bất chợt Hoàng Bách nhắc tới chiếc túi Hermès Ranking với cái tên đậm chất Việt là Hy Mã Lạp Sơn. Cái túi sách thần thánh ấy, cái túi sách mang tên rặng núi Hy Mã Lạp Sơn ấy, đắt quá em ơi. Nó đã làm điên đảo mọi suy nghĩ trong anh mất rồi. Anh biết rằng dù anh có cố gắng đến mấy, có hét banh cổ họng ra, có lăn lộn trường bò trên sàn diễn cả chục năm nữa, sau khi trừ chi phí nhà cửa, xe, gạo, internet, học hành, đá bóng, massage, spa và để dành dưỡng già vẫn không đủ tiền để mua túi. Nhiều người đến bây giờ mới dần nhận ra rằng status của Hoàng Bách muốn ám chỉ điều gì, anh nói thêm. Vì anh chợt nhận ra rằng giá trị và đẳng cấp của một người con gái là phải phụ thuộc vào cái túi ấy, không thể khác được. Vì yêu em nên anh biết rằng nếu em không chọn anh mà chọn một anh hay một chú bác nào khác, em đã có thể dễ dàng có được nó. Cái túi được lột tươi từ da con cá sấu Bạch Tạng còn đang sống ấy, và đẳng cấp của em giờ này đã thật khác, đã cao ngút trời. Trong status của mình, Hoàng Bách có nhắc tới việc nếu vợ mình chọn một anh, chú hoặc bác nào khác thì đã có thể dễ dàng có được chiếc túi tiền tỷ này. Còn Ngọc Trinh, cô vừa trải qua một mối tình với đại gia Hoàng Kiều, người đã bước sang tuổi 73. Nhiều người đọc được status có thể hiểu được chú bác mà Hoàng Bách muốn nhắc tới là ai. Chia sẻ đầy ẩn ý của Hoàng Bách trên Facebook cá nhân, Hoàng Bách và vợ đã có hơn 10 năm chung sống với nhau. Ngọc Trinh cùng chiếc túi gây nhiều tranh cãi trong những ngày gần đây. Lan Ngọc thú nhận sự thật vụ hủy hôn Minh Luân để theo người đàn ông khác. Lan Ngọc đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều với phát ngôn chuyên phụ tình người khác sau ồn ào chia tay bạn trai Minh Luân. Khi tham gia chương trình Hội Ngộ Danh Hài, Lan Ngọc bất ngờ chia sẻ với nghệ sĩ Chí Tài rằng cô chưa từng nếm trải cảm giác bị bỏ rơi bao giờ, vì từ trước đến nay chỉ có cô phụ tình người khác mà thôi. Dù là cuộc chơi, nhưng phát ngôn này của nữ diễn viên ít ngày trước, ca sĩ Minh Luân từng rơi nước mắt khi bày tỏ chuyện bị Lan Ngọc trả nhẫn hủy hôn để theo người đàn ông khác phần nào gây bão. Trước đó, tại một sự kiện diễn ra thành phố Hồ Chí Minh, Minh Luân lần đầu chia sẻ chuyện tình buồn của mình. Anh cho hay, anh và bạn gái đã chia tay sau 3 năm hẹn hò, và anh đã bị bạn gái bỏ rơi để theo người đàn ông khác. Sở hữu sự nghiệp thành công, rộng mở, nhưng Minh Luân không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Minh Luân công khai mối quan hệ với Lan Ngọc vào tháng 11-2015, khi thừa nhận anh và bạn gái đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nam diễn viên tâm sự, anh yêu thích tính cách hồn nhiên, đáng yêu và thông minh của Lan Ngọc. Trong khi đó, nữ diễn viên cánh đồng bức tượng tỏ ra khá thận trọng khi nhắc đến chuyện tình yêu. Mãi đến đầu năm 2016, cô mới thừa nhận, đúng là tôi và anh ấy đang tìm hiểu, tiếng xa hay không thì chưa biết, chúng tôi trên mức bạn bè. Trong một lần trả lời phỏng vấn hồi tháng 6-2016, Lan Ngọc chia sẻ, cô không cần tìm đến đại gia để hâm nóng tên tuổi, vì bạn trai đã mang cho cô rất nhiều hạnh phúc,